Tiếp theo, xin mời tất cả nhà mình hãy bật mic lên để giao lưu về vấn đề về kết quả sản phẩm ạ. Xin Tôi mời, vâng, xin mời tôi ạ. còn Xin mời chị em Ngọc Ngọc Chín. xin chào tất cả các cô chú bác trên Zoom ạ. Em có một câu hỏi ạ. Con nhà em nó bị mụn ấy, 17 18 tuổi. Em cũng cho cháu sử dụng được mấy tháng nhưng cũng chưa được khỏi ấy. Thì ở trong này đã ai sử dụng mụn chưa ạ? Cho em xin được kết quả. Tôi cảm ơn câu hỏi của bạn Chín. Chị cho em hỏi là bé nhà chị bao nhiêu tuổi ạ? Đấy, nhà em năm nay là 17 tuổi. 17 tuổi mà bị mụn ở ở đâu ạ? Bị mụn ở mặt ạ. Hết mặt rồi, trán này này. Rồi, để cho khách quan hơn thì xin mời cả nhà mình. Ai đó chúng ta có con của mình hoặc là khách hàng của mình trong cái lứa tuổi dậy thì đúng không ạ? 17 tuổi là đang đang trong cái giai đoạn mà đang phát triển về về tất cả các cái hình thức cơ thể của mình và cái nội tiết cũng có thể là đang thay đổi. Thì cả nhà chúng ta, ai đó chúng ta trải nghiệm sản phẩm bên Siri đã có kết quả vấn đề về về mụn, giải quyết được vấn đề về mụn đúng không ạ? Mụn trên mặt đúng không ạ? Cho con của chị Chín, để chị Chín có niềm tin hơn về bên sản phẩm bên mình được không ạ? Xin mời cả nhà mình. Tôi ạ, thằng Liên ạ. Vâng, em mời chị Liên ạ. Xin chào chủ Zoom là Thủy và chào tất cả các chủ định trên Zoom. Tôi là Hoàng Liên ở thị trường Phú Thọ. Thì tôi cũng có con gái năm nay là sang tuổi 23 rồi ạ. Thì trước đây trước lúc mà cháu học lớp 11, 12 thì mọc rất là nhiều mụn và đã đi xử lý ở spa rất là nhiều lần và mất rất nhiều tiền nhưng mà không có kết quả. Ừ, nó chỉ lúc nặng mụn đi thì nó chỉ đỡ được khoảng nửa tháng trở đi, xong nó lại mọc trở lại và nó dày lên và nó còn có cả những nặng nhiều lần nữa, thành những cái lỗ rất là sâu mà cái kiểu như bị rỗ mặt đấy ạ. Thế từ khi biết đến sản phẩm Jiviri thì là tôi đã cho con gái được dùng ba thanh lọc với lại Novomin với lại cả siêu vitamin nữa, thì cháu uống vào mấy chu tô lông nữa, cháu uống được 2 tháng thì cháu về trường thì cũng hết sản phẩm thì cũng không gửi về được. Thế cháu dùng mới được 2 tháng rồi thì bây giờ về là thấy mặt cũng nhẵn nhụ mà những cái rỗ mặt thì nó cũng đầy lên mà nó không bị mọc mụn nữa, mà những cái vết thâm mà nó cũng đã hết hẳn rồi đấy, nên là da rẻ lại sáng ra, nên là chị cứ yên tâm cho cháu sử dụng ạ. Thế Xin ba có nghe cho lại bôi lời mọi người. Novomin, dầu balsam gì lên mặt không ạ? Không ạ, cháu thì bảo nó bôi, nó không bôi đâu ạ. Nó bảo con chẳng bôi đâu, chị uống thôi, không bôi gì cả. Hiện tại bây giờ mặt rất Em là nhẵn nhụi sáng sủa. cho Mà uống cũng rất còn nhiều loại nhá. Bộ ba thanh lọc này, rồi tất cả các loại của nữ này, rồi kim 4, rồi bôi cả kem kim cương, nói chung rất là nhiều, nhưng mà nó hơi một tí nữa trước cũng chưa khỏi, mà cũng chỉ đỡ một tí thôi ạ. Mặt chị cứ yên tâm là sử dụng sản phẩm đến mình, nó tùy tùy theo cơ địa của từng người thì mình cứ sử dụng thôi, yên tâm sử dụng, tin chắc là sản phẩm nó sẽ đào thải dần dần, nó sẽ khỏi chị ạ. ok, Xin xin cảm cảm ơn ơn mọi người đã lắng nghe. chia sẻ trợ giúp của chị Liên và chị Chín ở đây là đang có một cái vấn đề, đó là trải nghiệm cho con của mình mà sau mấy tháng nhỉ chị Chín ơi. Em cũng phải sử dụng cho cháu được khoảng 2-3 tháng rồi. Ok, Nếu hai ba mà tháng. đến là nguyên sử dụng về mụn, còn sử dụng cho cháu là bệnh dạ dày, bệnh điếc, nếu mà từ khi sử dụng là vào đây là được 5 tháng. 5 tháng mà cái vấn đề kết quả về mụn nó chưa thuyên giảm đúng không ạ? Gọi là có thuyên giảm được một tí, nhưng mà mặt vẫn thâm thì và mụn vẫn đùn lên. Rồi, em giải thích thêm cho chị một chút nữa nhé. Và sau Em em giải thích cho chị, đó là về cái cơ chế mà bề mặt da của mình á, về vấn đề mà về mụn ấy là do lúc nãy em nói là do nội tiết của mỗi người và đang ở trong cái độ tuổi mà con của chị là đang ở trong cái độ tuổi mà tuổi lớn tuổi dậy thì ấy,
Thì ở đây có những người mà dậy thì có những trường hợp họ không bị vấn đề về mụn, không không bị nổi mụn, nhưng mà họ lại bị vấn đề về cái vấn đề về khác chẳng hạn. Nhưng mà vấn để mà giải quyết được cho ai đó mà nổi mụn nhiều ấy là do nội tiết của mỗi người. Đấy, do cái cơ địa cũng như là cái sự hấp thu của mỗi người ấy. Có những người uống sản phẩm 2 năm. Ở đây chị có tìm hiểu về bên thủ lĩnh quốc gia Phan Hiếu không ạ? Phan Hiếu là một người là một bác sĩ. Đấy, một bác sĩ mà ngày trước chưa biết đến Siri ấy, thủ lĩnh Phan Hiếu ấy có một cái làn cái làn da, đó là một cái khuôn mặt ấy toàn là mụn mụn dày đặc luôn. Mà chính bản thân em khi mà em biết đến Siri ấy, bản thân em thì mặt em không có mụn, nhưng mà vấn đề ở đây đó là mỗi một một chu kỳ hàng tháng ấy, chu kỳ kinh nguyệt ấy, em hay bị nổi những cái mụn bọc lên rất nhiều. Và từ đấy thì vào đây vào môi trường Siri là em cũng đã tìm hiểu về về thủ lĩnh Phan Hiếu rất nhiều, và nghe những cái video, xem những cái hình ảnh của Phan Hiếu ngày xưa biết đến Siri. Thủ lĩnh Phan Hiếu có một cái gọi là một cái khuôn mặt đấy mà cũng như chị nói ấy, là để lại những mụn thâm rất nhiều và dày đặc ở trên khuôn mặt của chị ấy. Mà bây giờ sản phẩm Siri đã đem lại cho chị một cái làn da cực kỳ là tự tin. Và trong cái quá trình chị dùng ấy, không phải 1 tháng, 2 tháng, 1 năm đâu ạ. Chị dùng 2 năm. Đấy, dùng 2 năm đến 3 năm. Và do mỗi một cơ thể của mỗi người có cái sự hấp thu khác nhau. Và cũng có thể là có những người có những cái làn da rất là trắng mịn. Có những người có những cái làn da đem lại cho mình một cái làn da như là con của chị ấy. Nó nổi mụn này. Hàng ngày mình luôn luôn mất tự tin khi đi ra ngoài đúng không ạ? Thế thì ở đây để mà giải quyết được cái vấn đề này ấy, không phải là ngày một ngày hai, không phải là 1 tháng 2 tháng, không phải là 1 năm 2 năm, đấy có những người đến 3 năm đấy. Thì ở đây nếu như mà con chị đang dùng 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng rồi, đang có dấu hiệu bắt đầu là thuyên giảm một chút rồi, thì đây chính là một cái niềm tin của bản thân chị cũng như là con của chị để tiếp tục dùng sản phẩm bên mình. Nó là một cái dòng thảo dược tự nhiên, cũng như là chị Liên chia sẻ, con của chị dùng có 3 tháng, 4 tháng thôi giải quyết được. Nhưng con của chị 4 tháng chưa có kết quả mà thậm chí lại còn bị nặng hơn. Thì ở đây cái cơ chế sản phẩm Siri bên mình đó là một cái dòng cơ chế đào thải. Và sau đó mới cân chỉnh lại trong cơ thể của mình đúng không ạ? Như lúc nãy trên đầu Zoom em cũng đã chia sẻ một cái slide, đó là có 3 cái tính năng ấy, cân bằng năng lượng và đào thải ấy. Thì ở đây nếu như mà con chị đang 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 bị như vậy và chưa có kết quả, có kết quả về các cái vấn đề khác rồi nhưng mà riêng cái kết quả về trên bề mặt da chưa có kết quả, thì chị cứ có cái thời gian cho em, dành thời gian cho em và kiên trì. Đấy, chỉ cần thời gian kiên trì dùng sản phẩm bên này thôi, chắc chắn sẽ đem lại cho con chị một cái làn da có được như mong muốn của mình. Tuy nhiên là cái thời gian nó sẽ kéo dài hơn những người khác, như vậy thôi. Còn khi mà chị mà bây giờ chị mong mỏi là phải có kết quả luôn ấy, thì em nghĩ là nó sẽ khó cho bản thân chị cũng như là cho con của chị. Đấy, và ở trên Zoom mình thì em nghĩ là cũng có một số người nào đó đã trải nghiệm bên mình và đã có kết quả rồi, ngoài cái kết quả của chị Liên. Thì nếu như chị Chín chưa chưa hài lòng với câu hỏi của mình, thì em có thể là xin mời một ai đó chúng ta đã có kết quả về vấn đề mà, hoặc là chưa có kết quả mà dùng sản phẩm bên mình về giải quyết vấn đề về mụn ấy, có thể là bật mic lên chia sẻ cho chị Chín một chút nữa được không ạ? Hoặc là trên Zoom nhà mình có ai đó Tôi xin có hỗ trợ thủ lĩnh. Ok, xin mời thủ lĩnh Duy Thảo. Xin chào cả nhà, xin chào hội đồng thủ lĩnh và biết ơn thủ lĩnh Hà Thủy chủ Zoom của buổi sáng ngày hôm nay. Thì tôi xin chia sẻ kết quả của khách hàng của mình. Tức là bạn bạn này thì bạn ấy cũng đang là cái người mà đi làm đẹp cho những người khác đúng không? Bạn ấy làm bên spa, mini spa. Nhưng mà bạn ấy bị mụn ở không những ở trên mặt mà còn ở trên lưng. Đó, thì trong cái quá trình mà sử dụng sản phẩm thì tháng đầu tiên, tháng thứ hai, tháng thứ ba đấy, bạn 3 tháng bạn dùng bộ ba thanh lọc, Sin 4, đấy, canxi 2 lọ, Stronolong, trà nữ. Đấy, và bạn về sau này thì bạn ấy còn dùng thêm cái dòng omega 3 nữa. Omega 3 mà cái dòng mà dành dành cho da đấy, ở bên bên cái dòng Chimega Vitan đấy. Thì đây là những cái bộ sản phẩm mà mình thấy là các bạn ấy dùng rất là hiệu quả luôn. 2 tháng đầu tiên, 3 tháng đầu tiên là mình
thường xuyên phải xử lý cái ý kiến phản đối của khách hàng về cái việc mà nó quá trình chuyển hóa đào thải. Mặc dù mình trước khi mà đưa sản phẩm cho khách hàng uống thì mình đã giải thích cái cơ chế rất là kỹ luôn. 2 tháng đầu tiên thì mình rất là mệt mệt mỏi, bởi vì là như cả nhà biết rồi, bây giờ là để mà nó đào thải được hết những cái mụn ở dưới da, nên thì khi uống cái bộ ba thanh lọc vào thì nó đẩy hết ra bên ngoài luôn. Đó, rồi là cái lymphosan, rồi là cái xuyên xuyên 4 thì nó sẽ giúp cho thanh lọc thải độc ở gan và ở cái hệ bạch huyết. Đấy, còn tranexamic thì nó sẽ điều chỉnh lại cái nội tiết tố, đúng không ạ? Thì đây là một trong những cái kết quả mình thấy nó rất là hay, bởi vì là sau bắt đầu từ tháng thứ tư trở đi, tháng thứ tư trở đi thì da bạn ấy đẹp trở lại rồi. Đấy, và về sau này thì bạn ấy có dùng thêm những cái dòng sản phẩm như là kim cương, kem kim cương này, rồi là sữa rửa mặt, thì sau 6 tháng thì cái da mặt của bạn ấy rất là láng, rất là mịn luôn và rất là sáng khỏe. Thì đấy là mình chia sẻ cái kết quả để cho bạn yên tâm, bởi vì là sản phẩm của mình nó sẽ giúp cho nhà thanh lọc làm sạch từ bên trong, và nó cung cấp các cái vi dưỡng chất giúp cho da mình nó được tái tạo, nó phục hồi và nó cân chỉnh những cái liên quan đến vấn đề nội tiết ở trong cơ thể nữa, liên quan đến những cái vấn đề mà rối loạn chuyển hóa bên trong. Thì tôi xin chia sẻ kết quả của khách hàng của mình như vậy. Biết ơn thủ lĩnh Hà Thủy cho mình chia sẻ hỗ trợ. Rồi, ok. Xin cảm ơn sự trợ giúp của Duy Thảo, rất là tuyệt vời cho chị Chín đúng không ạ? Chị Chín qua 2 sự chia sẻ cũng như là qua 2 cái sự trợ giúp của Duy Thảo cũng như là chị Liên thì chị Chín còn đặt ra câu hỏi gì nữa không ạ? Vâng ạ, em cảm ơn các anh chị đã chia sẻ. Em thì em vào đây thì em cũng rất tin tưởng về sản phẩm của Synergy ạ. Nhà em là cả nhà em cùng dùng, tháng nào cũng dùng, không lúc nào mà để hết sản phẩm, lúc nào sản phẩm cũng cứ tháng nọ nối tháng kia, và cả gia đình dùng đều đặn. Riêng con gái nhà em thì là cái mụn đấy thì em cũng đang cho, có nghĩa là những cái sản phẩm thì tốt nhất em cho dùng để cho có kết quả, để em đi chia sẻ cho nó được tự tin và tốt hơn. Tại vì là mình chia sẻ thì con gái mình bao giờ phải khỏi thì mình mới dám chia sẻ mạnh được. Thế bây giờ mình chưa khỏi thì mình chưa có mạnh được. Nào thì kem kim cương tốt nhất em cũng cho dùng, là sữa rửa mặt cũng cho dùng, rồi tất cả các dòng sản phẩm nữ rồi về gan về kia em cũng cho dùng hết. Em bảo đã có kết quả thì em đi lan tỏa được nhiều hơn, và em cũng có lòng tin về sản phẩm rồi, tất cả cả nhà em rồi, em cũng chia sẻ rất nhiều người dùng ạ. Vâng, em xin Rồi, cảm ơn anh chị cô chú ok. chú mà. Với cái niềm tin của chị Chín như vậy thì em tin chắc chắn rằng là con gái chị sẽ có kết quả thôi. Cái quan trọng bây giờ chị hãy tập trung thêm một chút nữa, đó là về cái trải nghiệm sản phẩm cho con chị đúng quy trình, đúng không ạ? Bây giờ chị hãy tập trung cho con của chị uống đi đã. Còn cái vấn đề mà kem kim cương á, thì như Duy Thảo vừa chia sẻ, khách hàng của Duy Thảo là đầu tiên là uống đã. Đó, uống tất cả những cái dòng đào thải. Khi mà đã đào thải hết trong cơ thể của mình độc tố ra ngoài rồi thì mình uống những cái dòng làm đẹp kia vào, nó sẽ tự cân chỉnh như là tự tái tạo lại cho mình một cái làn da mới, và lúc Mà xong. đó mình sẽ bổ sung thêm tất cả những cái dòng kem bôi, kem dưỡng dùng sau. Đấy thì chị Chín có thể thay đổi một chút về cái cách uống sản phẩm cho con của mình xem, thì em nghĩ rằng là nó sẽ có kết quả thôi. Ok, cảm ơn câu hỏi của chị Chín. Chúc chị có niềm tin lớn hơn về sản phẩm cũng như là hỗ trợ thêm cho con gái của mình những cái liệu trình tốt nhất để có kết quả nhanh nhất cho con gái của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều.